Kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe hai trích đoạn Chiến khu Ba Lòng và Đức cơ đường đi chưa dứt trong Hồi ký Tàn cơn binh lửa. Tác giả Lê Đắc Lực. Trước hết, mời quý vị nghe Chiến khu Ba Lòng. Đường đi khó, không khó. Bài học mạo hiểm ấy ám ảnh tôi không ít kể từ khi ông thầy dạy Việt văn giảng bài học đó năm tôi học lớp đệ tứ tại trường Bồ Đề Huế. Thật vậy, ra trường tôi đã chọn nhảy dù. Vậy mà thấy ông đại úy lực lượng đặc biệt trông ngon lành quá, tôi lại chọn đơn vị ấy. Từ ngày về tiểu đoàn 91 biết cách nhảy dù, cùng phối hợp hành quân với các toán thám sát của trung tâm hành quân Delta, tôi lại muốn chuyển qua Delta. Là người tháo vát, năng động mà lại còn ưa thích mạo hiểm, tôi nghĩ ý định này thật quá phù hợp. Hành quân với tiểu đoàn 91 biệt cách nhảy dù, thông thường mỗi cánh quân là cấp đại đội. Khi tấn công vào các mục tiêu, đại đội mới phân ra cấp trung đội để đảm trách vùng trách nhiệm nào đó. Không mấy khi hành quân cấp tiểu đội, ngoại trừ trong biến cố Tết Mậu Thân tại mặt trận ngã ba cây quéo cây thị. Còn nhảy toán Delta thì khác, mà lại khác hẳn. Mỗi toán Delta chỉ có 6 ngoe. Tiếng tôi thường nói đùa, đó cũng là hình ảnh ngo ngoe mấy cái cẳng chân của con cua hay con kiến, con nhện. 6 người trong toán hoạt động hỗ tương cùng với nhau, thâm nhập, di chuyển, yểm trợ, cứu cấp khi có biến cố hữu sự, canh gác, đóng quân, phục kích và triệt xuất, vân vân. Nhưng mỗi cá nhân là một sở trường chuyên môn đã được huấn luyện thuần thục để dễ dàng thực hiện mọi công tác, nhiệm vụ được giao phó. Tất cả là một sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hoàn chỉnh. Không có một sự phối hợp nào hoàn hảo hơn, chẳng qua là vì tính mạng. Tính mạng của mỗi người dính chặt với tính mạng của cả 6 người, kể cả hai anh chàng mẽo kềnh càng. Mỗi toán 6 người, toán nào cũng có hai anh chàng là biệt cách Mỹ, Special Force. Tôi làm trưởng toán 3 Delta. Lệnh lạc trong toán phải thi hành nghiêm chỉnh, kể cả hai anh bạn đồng minh. Tôi ra lệnh sao, họ làm y choang vậy. Hành quân có hai anh bạn Mỹ có nhiều cái lợi, nhất là mặt yểm trợ cần thiết để tài thương, rút lui, oanh tạc địch, phá hủy mục tiêu, kho tàng, căn cứ địa, vân vân. Họ gọi máy bay tới là có ngay lập tức. Nhưng anh nào cũng to lớn, dình dàng, nên khi di chuyển trong rừng khó khăn, khó che giấu, dễ bị địch phát hiện. Hơn nữa khi nổ súng, họ hay la to, bất lợi. Âm thanh có thể làm cho địch dễ suy đoán, phe ta đông hay ít. Thỉnh thoảng tôi lưu ý về cá tính này, mấy ổng nói, ok, ok, rồi lại nhe bộ răng trắng ra cười trừ. Nhất là mấy anh đen, mặt thì đen, mà răng thì lại trắng nhẫn. Tuy nhiên, về cá tính tinh thần họ không thua kém gì đồng đội đồng bào của tôi, không những nhiệt tình mà lại tận tình với mọi người trong toán nữa. Toán bà thám sát của tôi nhận lệnh hành quân, địa điểm nhảy toán là mật khu Ba Lòng. Mật khu Ba Lòng nằm về hướng tây nam của tỉnh Quảng Trị. Hình như tôi nhớ không lầm, Ba Lòng nằm thu gọn giữa hai con sông Thạch Hãn và Đa Crong,
giao nhau ở hướng Tây Tây Nam của xã Bông Kho. Hướng Tây Tây Bắc là quốc lộ số 9. Mật khu Ban Lòng trải dài từ hướng Tây Bắc xuống hướng Đông Nam. Ban Lòng, sông cạn sâu như thế nào mà gọi là Ban Lòng? Một cái tên gọi nôm na cụ thể hay có ý nghĩa gì khác? Thời đệ nhất Cộng Hòa, Ban Lòng là một quận thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau năm 1960, thực hiện ý đồ chiếu cố miền Nam, tức là đưa quân xâm lược miền Nam Việt Nam, Ban Lòng trở thành một trở ngại chiến lược trên con đường xâm nhập vào Nam của Cộng sản Bắc Việt. Vì vậy, Việt Cộng cố nhổ cho được khúc xương Ban Lòng này. Bây giờ, sau khi chế độ đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ, tình hình chính trị tại Sài Gòn bất ổn. Lợi dụng cơ hội đó, Việt Cộng tấn công dữ dội vào quận Ban Lòng, khiến quận phải di tản, rồi xóa sổ, xem như giao quận miền núi này cho Cộng sản tự do hoạt động. Phía chính quyền miền Nam chỉ còn giữ được quận Hương Hóa, nhờ quận nằm hai bên quốc lộ 9, con đường chiến lược chúng ta không thể bỏ đi được. Toàn bộ trung tâm hành quân Delta được bốc từ Nha Trang ra phi trường Ái Tử Đông Hà. Từ đó di chuyển lên quận Hướng Hóa ở phía của, hay còn gọi là Tân Sở, căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ngày trước, khi nhà vua chuẩn bị chống nhau với Pháp, mở đầu cuộc kháng chiến lâu dài. Tin tức từ phòng 2 Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết có nhiều dấu hiệu hoạt động của Việt Cộng trong khu vực mật khu Ban Lòng, Khe Xanh, Lao Bảo. Quân đoàn cần biết đích xác đơn vị, quân số, mục đích của địch ở các vùng này. Đây là những khu vực chuyển quân, khí tài, lương thực của địch cho chiến trường miền Nam của chúng. Dĩ nhiên là trên đường mòn Hồ Chí Minh, con đường này gặp khó khăn khi chúng phải vượt qua quốc lộ 9, là con đường nối từ Đông Hà qua Cam Lộ, Khe Xanh, Lao Bảo, Pha Lan, Sipol và chấm dứt ở Savannakhet. Địch không có cách nào khác, dù sinh tử, Việt Cộng phải cố sống cố chết vượt qua đường số 9 để vào chiến trường miền Nam. Nhận lệnh từ trung tâm hành quân xong, cầm trong tay tấm bản đồ, tôi lên trực thăng bay một vòng, quan sát để chọn bãi xâm nhập và triệt xuất trong khu vực Ba Lòng, nơi Toán sẽ hoạt động. Chiều hôm sau, Toán 3, tôi trở lại trung tâm hành quân, trong một cái nhà tăng bằng vải dầu, dựng trên một khu đồi trọc trong phạm vi chi khu Hương Hóa. Trước mặt là Trung tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng, trưởng phòng 2, trưởng phòng 3 và các toán viên. Tôi trình bày kế hoạch hành quân với đầy đủ các chi tiết diễn tiến, thâm nhập, lộ trình, đối phó, mật lệnh, liên lạc, kiệt xuất vân vân. Theo đúng chỉ thị đã được đề ra trong lệnh hành quân và từ đơn vị trưởng. Để thi hành nhiệm vụ, sau khi toán được trực thăng UH-1B thả xuống bãi ở phía nam vùng hành quân, toán di chuyển thám sát về hướng Bắc, xong thì chuyển hướng Tây Bắc trong chu vi 5 cây số chiều ngang, 10 cây số chiều dài mỗi bề của vùng mà toán 3 đảm nhận. Chỉ huy trưởng, các trưởng phòng đặt cho tôi một số câu hỏi để nắm chắc mọi tình huống xảy ra mà toán 3 có thể ứng phó được, vân vân. Buổi trình bày kế hoạch chấm dứt, toán 3 trở về nghỉ ngơi, kiểm soát lại lương thực, vũ khí, đạn dược để chuẩn bị lên đường ngay chiều tối hôm nay. Nhu cầu thám sát trong đường phía Tây của tỉnh Quảng Trị không chỉ một mình toán của tôi đảm nhiệm. Khu vực núi non Trùng Điệp bên này Trường Sơn, bên kia là lãnh thổ Lào, sẽ có các toán thám sát Delta khác nữa.
hoạt động ở một số khu vực như Lao Bảo, Làng Vây, Khe Xanh, với những nhiệm vụ nguy hiểm và hấp dẫn hơn. Đó là phục kích, bắt sống các cán bộ Việt Cộng, không được gây thương vong để mang về khai thác tin tức. Chúng sẽ cho những tin tức nóng hổi và hấp dẫn về tình hình địch hiện tại hay địch sẽ thực hiện trong thời gian tới. Những toán thám sát Delta được giao nhiệm vụ bắt sống địch quân. Sau khi phục kích tóm được một tên Việt Cộng nào đó, thì ngay tức khắc, toán sẽ được trực thăng nhanh chóng vào vùng, bốc đưa trở về căn cứ hành quân. Thời gian hoạt động các toán thám sát vẫn luôn luôn là 7 ngày, nhưng có thể kéo dài hơn hay thu ngắn. Tất cả tùy thuộc vào tình hình trận địa, chạm địch, thương vong hay bắt được tù binh. Với đầy đủ súng đạn, khí tài cần thiết và 7 ngày lương khô, ngay trong chiều nay, toán tôi được đổ xuống bãi đáp mà tôi đã chọn. Thời điểm đổ quân phải là lúc chiều tàn, khi sương lên nhiều và màn đêm đang từ từ phủ xuống. Vì thời gian đó, địch khó quan sát và theo dõi. Bên cạnh đó, lại có mấy trực thăng khác đáp nghi trang thêm một vài nơi khác để cho địch, dù cho có nghi ngờ, cũng không thể phát hiện được nơi chúng tôi đổ bãi. Đổ bộ xuống bãi xong, thì toán cấp tốc di chuyển theo phương hướng. Lộ trình đã được trình bày kế hoạch. Toán tuyệt đối không bao giờ di chuyển trên các con đường mòn vì để lại nhiều dấu vết và rất dễ bị phục kích và đôi khi gặp phải nhiều mìn bẫy. Rừng nhiệt đới, cây rừng to cao, tàng che kín trời, mặt đất rậm rạp, cây nhỏ, cây mây, cây cỏ, cây nứa, che kín mịt mùng rất khó di chuyển. Toán phải len lỏi, chậm rãi, vạch lá, men theo sườn rừng, từng bước để tránh gây tiếng động. Sau khi rời xa vị trí xâm nhập, toán dừng lại tìm chỗ nghỉ quân bên một gốc cổ thụ. Rồi toán bố trí thành một vòng tròn, đầu hướng vào gốc cây, phòng khi đêm tối bị địch bất ngờ tấn công, thì toán sẽ phản ứng nhanh chóng về phía trước mà không tác xạ lầm nhau. Tờ mờ sáng hôm sau, toán tiếp tục vạch rừng theo hướng đã định mà đi, cũng chẳng phát hiện được gì. Đến gần xế chiều, khi đổ xuống một triền núi, thì toán gặp một con đường mòn chạy từ tây sang đông. Dấu tích để lại trên đường cho thấy địch đã có sử dụng. Men theo con đường mòn về hướng đông, dĩ nhiên vẫn phải đi ở trong rừng. Thêm một đoạn khá dài nữa, thì toán lại gặp một con đường mòn lớn rộng khoảng 2 mét, chạy từ hướng tây bắc xuống đông nam, cặp theo con sông Đắk Rông. Trên đường cũng thấy dấu tích cũ của xe hơi. Hình như đã lâu rồi, bọn địch không còn đi trên con đường này nữa. Vậy thì chúng sử dụng con đường nào? Đường này sát biên giới Lào-Việt? Hay là chúng đã vạch một con đường mới bên phía Lào? Vì thấy con đường bên phía này đã bị lộ và bị máy bay oanh kích nhiều lần chăng? Báo cáo mọi phát hiện về bộ chỉ huy, toán được lệnh tiếp tục di chuyển theo hướng đường mòn nhỏ đi về hướng đông đông bắc. Khu vực hoạt động của toán trên phóng đồ hành quân là ở mạn nam Ba Lòng, chuyển theo hướng mới. Nhìn trên tọa độ bản đồ, toán tiến gần đến thượng nguồn sông Thạch Hãn và xa hơn là các thôn Hải Lệ, Tân Lệ và Như Lệ. Đêm đó, toán dừng trú quân giữa rừng, lại quay thành vòng tròn, chia nhau ngủ và canh chờ địch. Sáng thức dậy, không thấy mặt trời, nhưng hướng đông trời sáng hơn. Chúng tôi lại đi theo hướng cũ. Đến khoảng trưa, toán nghe tiếng người nói lao sao.
nhưng không rõ âm thanh từng tiếng để biết họ nói gì. Tuy vậy, chúng tôi cũng đoán được đó là tiếng Bắc. Vậy là rõ rồi, bộ đội Cộng sản miền Bắc xâm lược. Toán dừng lại, núp kín ở trong rừng, im lặng tuyệt đối, nghe ngóng và quan sát. Không thấy được địch, chỉ nghe tiếng nói của nhiều người, phỏng chừng ít nhất là cấp trung đội đến đại đội. Tôi vội chuyển công điện, báo cáo về trung tâm hành quân. Lệnh truyền cho Toán bám sát theo dõi địch quân. Toán lại lên đường, di chuyển theo hướng đi của bọn chúng. Đến gần chiều, nắng chưa tắt hẳn, thì Toán thấy địch đang đóng quân ngay giữa rừng. Bọn chúng đang chuẩn bị ăn uống. Tôi ngửi được mùi củi cháy. Quan sát kỹ hơn nữa qua ống nhòm, họ có làm bếp. Bếp của họ có lò nấu đắp kín đất, có 3-4 ống khói mở ra như hình nan quạt. Đầu mỗi nan quạt, khói đang bay lên, nhẹ và loãng. Cách làm bếp như thế này là chia khói ra nhiều ngã, làm cho khói loãng đi, tan trong xương, trong không khí. Máy bay trinh sát của ta khó phát hiện được. Đây đúng là một căn cứ tập trung quân của địch. Tôi khẩn cấp báo cáo tình hình và tọa độ chính xác của địch về bộ chỉ huy hành quân. Ngay sau đó, chúng tôi được lệnh rút xa ra khỏi vị trí địch, ít nhất là nửa cây số. Trực thăng và chiến đấu cơ sẽ tới oanh kích địch. Nửa giờ sau, Toán tôi nghe rõ từng loạt đạn rocket bắn ra từ các trực thăng võ trang, rồi tiếp sau không lâu là những tiếng nổ kinh hoàng do các oanh tạc cơ Sky Raider thả bom xuống đầu giặc. Trước bom rơi đạn nổ như vậy, tôi nghĩ khó hy vọng còn một tên Việt Cộng nào sống sót. Và đúng như tiên đoán, sáng ngày hôm sau, Toán tôi được lệnh trở vào vùng địch đóng quân để quan sát và báo cáo kết quả. Cảnh tượng thật là thảm khốc. Cả một khoảng rừng trở thành bình địa, một vài nơi lửa còn bốc cháy âm ỉ. Xác địch đếm được khoảng 15 tên, nằm chết ngổn ngang bên những bếp lửa, dưới những gốc cây hay rải rác trong những hố sâu do bom cày xới. Có thể một số đã chạy thoát vì các dấu vết và các vật dụng rơi rớt của chúng đã để lại trên các lối mòn dẫn vào các hốc núi hay đổ xuống các bờ suối ven rừng. Trưa hôm đó, Toán được phi cơ quan sát L-19 bay lên vùng liên lạc. Toán đã sử dụng pano, kính chiếu để phi cơ xác định tọa độ và hướng dẫn đi đến bãi triệt xuất. Theo hướng máy bay chỉ điểm, Toán đến một bãi tranh trống và nằm trên sườn núi, chung quanh dày đặc rừng cây bao phủ. Toán bố trí đội hình và chờ đợi, và chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, một trực thăng UH-1B được sự yểm trợ của hai trực thăng võ trang khác đáp xuống chính xác giữa khoảng trống bãi tranh để bốc Toán đưa trở về lại căn cứ hành quân, chấm dứt 7 ngày hoạt động trong rừng sâu của mật khu Ba Lòng. Và tiếp theo là Đức Cơ, đường đi chưa dứt. Trời thấp thật buồn, anh khách lạ, đi lên đi xuống. Hướng đông, đông bắc Đức Cơ là Pleiku, khoảng cách chừng 60 cây số. Tính theo đường chim bay, hướng bắc Đức Cơ khoảng 30 cây số là trại lực lượng đặc biệt Play. Toán và thám sát của tôi nhận nhiệm vụ xâm nhập hoạt động trong vùng dọc theo biên giới miên Việt này. Đây là khu vực Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quan tâm và có nhu cầu nắm vững tình hình địch trong vùng lãnh thổ của quân đoàn. Sau các trận đánh năm Mậu Thân, quân Cộng sản bị thương vong quá lớn,
gần 60.000 gồm binh lính, cán bộ. Bây giờ, mùa hè năm 1969, quân Cộng sản đang bổ sung, tái trang bị, chuẩn bị cho một chiến dịch mới, có thể là thu đông 69-70. Trung tâm huấn luyện hành quân Delta cùng toán B-52 cố vấn lực lượng đặc biệt và phi đội 281 trực thăng Hoa Kỳ được đưa tới Pleiku. Bộ chỉ huy đóng bên ngoài khu vực phi trường Pleiku trên một bãi đổ trực thăng cách biển hồ về hướng bắc 9 cây số. Bây giờ không có thời giờ để đi thăm cái thành phố nhỏ, dù chỉ đi 5 phút đã về chốn cũ. Trung tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng công các trưởng ban 2, ban 3 đã đi bay tìm hiểu thực địa. Ngày hôm sau, các toán trưởng Delta được gọi lên trung tâm hành quân để nghe thuyết trình về tình hình địch, bạn và nhận lãnh sứ mệnh, tức là nhận vùng trách nhiệm của mình. Khu vực toán 3 nằm sát cạnh biên giới, có thể vượt biên nếu cần, dù bất hợp pháp vì vi phạm lãnh thổ nước bạn. Việc ấy không cần quan tâm. Chính phủ Miên dung dưỡng Việt Cộng, để địch dùng lãnh thổ Miên xâm nhập miền Nam Việt Nam thì sao nào? Cũng như thông lệ, sau khi nhận lệnh và phóng đầu hành quân xong, tôi lên trực thăng đi quan sát vùng hoạt động. Vùng này, việc đổ quân không khó, không phải vì thiên nhiên, mà chính là vì nhân tạo. Rất nhiều hố bom B-52, bom napalm và rải rác các vùng cây trơ trụi vì thuốc khai quang, nên việc chọn bãi xâm nhập và triệt xuất chẳng mấy khó khăn. Buổi chiều, cả toán ba lên trung tâm hành quân, trình bày kế hoạch, nhận thêm các chỉ thị, hiệu lệnh và đặc lệnh truyền tin. Đặc lệnh thay đổi mỗi ngày nhằm bảo mật và dự phòng các trở ngại bất trắc nếu có, vân vân. Trời tuy đã về chiều, nhưng ánh tà dương vẫn còn tỏ sáng. Chiếc trực thăng UH-1B chở toán hạ thấp trên mép bãi hố bom B-52 giữa rừng già. Nhanh như những con sóc, từ hai bên cửa, hai ông bạn Mỹ và bốn chúng tôi nhảy xuống lẩn khuất vào rừng. Máy bay lên cao, không một dấu vết còn lại, địch cũng không thể ngờ được. Nhìn trên bản đồ, từ bãi đổ quân đến biên giới Việt Miên khoảng 2 cây số, toán đi về hướng tây, núi rừng cao nguyên giống nhau, khe suối sâu, sườn núi dựng đứng, toán cứ phải len lỏi giữa cây rừng mà đi. Đêm đó, toán dừng chân nghỉ đêm trong một hốc núi đá bên phần đất nước ta. Tờ mờ sáng, toán thức dậy sớm, tiếp tục di chuyển về hướng tây. Chưa được bao lâu thì vào lãnh thổ âm hoàng xứ Chùa Tháp. Đi thêm một quãng nữa, lội qua con suối cạn, toán dừng lại lót dạ. Hai anh bạn đồng binh trèo vượt qua mấy rừng cây, dốc núi, coi bộ đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đám lá khô, tựa lưng vào các gốc cây, mở bình đông uống nước ừng ực, mặt mũi dầm dề mồ hôi. Đã hai ngày trôi qua, toán đi dọc theo biên giới về hướng bắc 360 độ, đúng theo lộ trình quy định suốt cả ngày, vượt qua hơn 2 cây số đường rừng, không phát hiện được gì. Trời càng về chiều, trong rừng càng tối om. Toán tìm chỗ kín đáo, đóng quân. Một đêm nữa lại trôi qua. Qua ngày mai, theo lệnh truyền đạt của Bộ Chỉ huy Hành quân, toán đi về hướng đông, trở lại phần đất của nước ta. Vùng trên này, núi cao, rừng rậm hơn, lại gặp phải cơn mưa giông đổ xuống dài giờ, nên đường dốc, ướt, đã khó trèo, lại càng khó hơn. Thêm phần bị đắm vắt,
tung hoành, cứ đeo bám lên tay, đầu, cổ, phải lấy thuốc bôi để trừ khử bọn chúng. Nên quãng đường đi cũng chỉ mới vượt qua biên giới, chừng trên một cây số, thì trời đã tối rồi. Toán lại rẽ vào một đám rừng âm u, bố trí dừng quân qua đêm. Sáng ngày kế tiếp, trên lãnh thổ nước ta, Toán vẫn di chuyển theo hướng đông. Chừng 2 giờ sau, vừa đổ xuống một rũng rừng, lội qua một con suối, nước chảy róc rách. Toán đi xuôi theo dòng nước khoảng 200 mét, thì trông thấy một căn cứ địch nằm gọn lọn trong một rừng cây cao, cũng không cách xa bờ suối bao xa. Căn cứ là mấy ngôi nhà dài, bọn biệt cộng thường gọi là lán trại, nhà lợp lá dưới những tàng cây lớn và cao. Máy bay trinh sát khó lòng phát hiện. Tiến đến gần hơn, quan sát kỹ địch tình như thế nào. Té ra, căn cứ đã bị bỏ hoang. Tại sao địch bỏ hoang vậy? Tôi tự hỏi. Bị ta phát hiện hay nhu cầu không cần nữa? Tết Mậu Thân, chết biết bao nhiêu mạng. Lán trại cho ai ở nữa đây? Nhìn qua phía trái, tôi chợt thấy có mấy ngôi mộ chôn cất sơ sài trên con đường từ căn cứ đi xuống hướng suối. Chuyện mồ mả trong rừng không xa lạ gì với tôi, nhưng mấy trận đụng độ gần đây bắt được một số tù binh địch. Chúng tôi thấy lính tráng cộng sản còn con nít quá, nghĩa là chúng chưa tới 18 tuổi, khoảng chừng 15-16 là nhiều. Nghe lời khai của chúng, tôi thấy tội nghiệp hơn là tức giận. Hao hụt quá lớn ở chiến trường miền Nam, cộng sản phải tăng quân nhưng hạ tuổi. Trước Mậu Thân, thanh niên miền Bắc đủ 18 tuổi mới bị bắt thi hành cái gọi là nghĩa vụ quân sự. Gọi là nghĩa vụ nhưng lại bắt buộc thi hành. Sau Tết Mậu Thân, để đủ quân số chi viện cho miền Nam, Đảng và Nhà nước Cộng sản Hà Nội phải vay tuổi thanh niên. Vay 2 tuổi, tức là 16 tuổi đã đủ để thi hành nghĩa vụ. Có nơi còn vay tới 3 tuổi, tức là chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Đã vay thì về trả. Vậy thì Đảng và Nhà nước vay và sẽ trả khi nào? Hay vay mà không trả? Trả bằng gì? Chữ nghĩa cộng sản hay thật, nói càng hay thì lường gạt càng dễ thôi. Trên đường rút lui xa căn cứ, tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ về mấy tên lính con nít cộng sản xâm nhập này. Biết đâu những ngôi mộ kia là nơi bỏ xác của những thằng lính con nít ấy. Mẹ già lên núi tìm xương con mình. Đúng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng biết gì cả, ngồi ở thành phố mà nói mò. Đây là vùng Tam Biên, mẹ già lên tới Pleiku, Kon Tum, thì mẹ không còn hơi mà đi nữa, làm sao tới được chỗ Hùm Beo này chứ? Con của mẹ chết ở đó, thì nằm lại đó, nơi khỉ ho cò gáy này, muôn đời đó mẹ ơi. Toán vẫn hướng đông thẳng tiến, chưa tới một cây số lại gặp đường mòn. Không phải một đường mòn từ đông sang tây, mà còn có một con đường mòn khác bắt đầu từ con đường mòn này đi lên hướng bắc, hướng trại lực lượng đặc biệt Play Yadrang. Tới quá trưa, đang mò ra quan sát đường mòn thì súng nổ. Địch bên kia đường trông thấy chúng tôi nên chúng nổ súng. May mắn không ai bị thương gì, Toán nhanh chóng rút vào sâu trong rừng, ẩn núp nghe ngóng. Một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, Toán đi check lên hướng bắc một khoảng xa, xong lần ra lại con đường mòn, thì rõ mồn một các dấu vết xe hơi, dấu chân người di chuyển còn hằn rõ nét trên mặt đường. Toán cấp báo về trung tâm hành quân và nhận được lệnh tiếp tục theo dõi.
Đêm ấy lại ngủ trong rừng già. Con đường mòn chạy từ đường Nam lên Bắc. Toán lần theo hướng Bắc mà đi. Mới vừa cho Toán dừng lại, mở tấm bản đồ để xác định tọa độ điểm đứng, thì bất thần tao ngộ chiến một lần nữa. Địch từ trên dốc cao đang đi xuống, không ngờ lại đi ngay vào chỗ Toán dừng quân. Không chần chờ, hai ông Mỹ theo phản ứng tự nhiên hô to: "Bukovici, Bukovici!" và bắn xối xả. Một hai tên địch ngã xuống, đám còn lại tản ra, núp vào các gốc cây, gò mối, chống trả lại. Quân số địch phòng chừng một trung đội, phía chúng tôi 6 người. Hạ sĩ Bông, toán viên vừa bị trúng thương ở cổ tay, nhưng vẫn còn chiến đấu được. Địch không ngừng tiếng súng, vừa bắn vừa hô bằng giọng Bắc Kỳ: "Hàng sống chống chết, hàng sống chống chết!" Tôi nghĩ thầm: "Éo mẹ, chống chết, hàng cũng chết!" Trước tình thế này, Toán theo ám lệnh của tôi, tuần tự tháo lui, leo lên một đồi thấp kế cận bố trí ẩn núp, án binh bất động, đồng thời cùng hai bạn Mỹ liên lạc về bộ chỉ huy hành quân để báo cáo sự tình và xin không yểm. Trên bầu trời không bao lâu sau đó, đã thấy hai chiếc trực thăng UH-1B vần vũ. Trung tâm hành quân nắm rõ được tình hình qua máy truyền tin. Trung tá Phan Văn Huấn lệnh cho Toán chiếu kính và pano để xác định vị trí, rồi hướng dẫn Toán phải nhanh chóng triệt thối về hướng đông, đông bắc. Khoảng 200 mét, ở đó có một bãi tranh, nằm yên đó chờ để triệt xuất. Toán đi được một chặng đường thì thấy hai chiếc trực thăng gần ship bay đến, đảo vòng vòng, rồi thay nhau xả súng liên tục, dữ dội từng tràng đạn đại liên xuống vị trí Toán chạm địch vừa qua. Gần ship vừa đi thì một phi tuần Sky Raider lại xả súng oanh kích, từng khối lửa bùng lên sáng rực cả trời chiều. Chắc hẳn là chẳng còn một bóng vẹm nào có thể sống sót được. Chiếc trực thăng UH-1B tròng trành đôi ba lần rồi đáp xuống bãi tranh. Toán ùa ra lao nhanh lên phi cơ. Chiếc trực thăng cất cánh bay vút lên trời cao, xa dần hướng mặt trời lặn, còn le lói vài tia sáng yếu ớt đang từ từ mờ nhạt trong buổi chiều tà. Trên đường về đúng là vui như Tết, hai lần tao ngộ mà chúng tôi vẫn bình an. Cảm ơn trời Phật. Lê Đắc Lực.